Rồi anh Phi chào các bạn. Sáng nay sau khi ổn định hết ở cửa hàng thì anh Phi chuẩn bị cho cái đơn hàng này để gửi về đâu nhỉ? Gửi về Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Cát Bà thì ở đó có một cái khu vực biển khá là đẹp. Anh Phi có coi trên TV thôi, cũng chưa có đi ra đó. Nhưng mà trước mắt anh Phi sẽ làm cái đơn hàng này sau, bởi vì nó cần nhiều thời gian lắm các bạn. Trước hết thì anh xử cái cục hàng này cái đã. Tại vì anh Phi thấy cái nội dung chat của cửa hàng với lại bạn này, cho nên anh Phi sẽ buộc phải làm nhanh và up cái đoạn clip này lên để bạn coi cái. Anh Phi thấy có vẻ bạn hơi nôn nóng, bởi vì anh Phi vừa mới tạo đơn, anh Phi quăng cho bạn cái vận đơn thôi, là thấy bạn vô bạn coi vận đơn rồi bạn hỏi là bên lấy hàng chưa có mang ra nhà vận chuyển hả. Cái ý là như vậy. Nói trời ơi, không phải đơn giản vậy đâu các bạn. Cái chuyện đơn hàng nó được tạo rồi, shipper họ ghé lấy là cái chuyện mà trong cái vòng cam kết của họ nha các bạn nhé. Mình không có thúc họ được đâu, tại vì họ đi phục vụ cho rất là nhiều người. Chẳng hạn như Best, cái này là Best ENC nè, họ sẽ đi vòng vòng quận 4, họ giao hàng rồi họ gom hàng, thì họ đảm bảo cho mình cái tiến độ giao hàng như cam kết là ok, là từ 2 ngày cho tới 5 ngày. Chúng ta không có gấp được đâu nha các bạn nhé. Anh Phi thấy bạn hơi gấp, cho nên là thôi cho anh Phi gửi lời cho bạn đừng có nôn nóng nha. Hàng gửi đi tỉnh là nó luôn là như vậy, và ngay cả ở thành phố Hồ Chí Minh nếu mà đi gói bưu phẩm thì vẫn vậy các bạn. Đã vào cái quy trình làm việc thì mình sẽ tôn trọng cái quy trình. Chẳng hạn như đơn giản vậy, cục hàng này thì anh Phi đã chuẩn bị từ tối ngày hôm qua rồi. Tối ngày hôm qua thì anh Phi cũng có coi cái nội dung chat của bạn với lại cái người nhận quà, thì có gửi cho bạn một cái mã, rồi bạn comment lại trên cái clip mà anh Phi gửi cái link. Thì thật sự nói là anh Phi chứ cũng chẳng phải là anh Phi ha, nói chung là cái nick Zalo của anh Phi. Thì bạn có lên đó bạn comment, thì ngay khi comment là anh Phi đã thấy rồi. Anh Phi đang ngồi trên máy thì anh Phi sẽ thấy ngay cái comment đó. Nhưng mà anh Phi không hiểu tại sao là hôm nay comment đó nó ẩn xuống nha các bạn nhé. Cho bản thân anh Phi là admin của trang mà anh Phi vẫn không coi được cái comment đó. Nhưng mà cũng may là khi comment là anh Phi có coi liền nhé. Thì anh Phi có coi lại ở trên mạng. Một là do phần setup của anh Phi, hai là phần cái phần mà YouTube của các bạn á, khi các bạn coi ở trên điện thoại á, có khả năng nó thuộc một cái phiên bản khác chưa cập nhật hay như thế nào đó, thì các bạn xem lại ha. Nếu trong tình huống đó nếu các bạn tham gia những cái mini game á, thì các bạn sẽ là người thiệt thòi, tại vì nó ẩn xuống không có coi được nha các bạn nhé. Còn anh Phi thì sẽ cố gắng giải quyết tình huống của bên anh Phi. Còn cái cục hàng này thì anh Phi sẽ gửi về Thạnh Hóa nhé, Thạnh Hóa, Long An. Long An thì cũng gần với lại Tiền Giang, cũng gần thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà Long An thì cái tỉnh đó nó trải dài từ biên giới ra tới biển luôn các bạn, nó cũng hay hay ha. Rồi thôi thì bạn chờ nhận hàng nhé. Và anh Phi nhắc đừng có nôn nóng, trước sau gì hàng nó cũng về tới thôi. Quan trọng là số điện thoại, về tới trên đó shipper liên lạc được với bạn thì người ta sẽ giao hàng cho bạn. Quan trọng là bạn có nghe điện thoại hay không thôi. Thêm một cái câu chuyện nữa, bạn nói gửi giao hàng nhanh đi, giao hàng nhanh biết bạn ở dưới này và ở Abo có ưu tiên về hãng giao nhận riêng chứ không theo giao theo yêu cầu của khách hàng nha các bạn nhé. Và hiện nay ưu tiên của anh Phi là giao hàng nhanh, nó GHN xếp tới vị trí số 3 lận chứ nó không phải 1, 2. Cho nên đó là các bạn đối với việc nhận hàng bưu phẩm thì luôn luôn ưu tiên là số điện thoại nha các bạn nhé. Số điện thoại các bạn phải ưu tiên nghe nhận hoặc gọi lại trong những cái ngày mà các bạn có hàng nhận, ngay cả với quà tặng, ngay cả với hàng bưu phẩm, ngay cả với Shopee hay Lazada đều vậy nha các bạn nhé. Rồi tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở một cái mini game nào đó của cửa hàng Abo. Hiện nay thì chỉ có cái mini game bắt quà tháng thôi. Các bạn lên trên đó comment để lọt vào 3 bạn có phiếu tham gia của tháng 10. Còn mini game chính xác, mini game cụ thể thì hôm nay là kết mini game này và anh Phi chưa ra mini game mới nha các bạn nhé.